Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi VivoCast. Trong tập ngày hôm nay, mình sẽ đến thăm một trong những ngôi trường đại học hiện đại nhất Việt Nam, đó là trường đại học FPT. Và đây cũng là ngôi trường mình nhận được học bổng toàn phần 100% vào 4 năm trước. Đại học FPT chính quy có 5 cơ sở và ở Hà Nội thì chỉ có một cơ sở thôi, nằm ở khu Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội 30 cây số. Và nhắc tới FPT thì chúng ta hay nghĩ là chỉ có đào tạo ngành công nghệ thông tin thôi đúng không? Nhưng mà thực ra trường còn có cả ngành quản trị kinh doanh và ngôn ngữ nữa. Riêng ngành quản trị kinh doanh thì rất là xịn, đã được kiểm định ACBSP. Và đây cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 3 sao chuẩn quốc tế theo QS-Star. Gần đây thì trường đại học FPT mọi người thường gọi là khu cách ly lãng mạn nhất Hà Nội, bởi vì đây là nơi cung cấp hơn 2.000 chỗ cách ly cho những người nghi nhiễm COVID-19. Như thường lệ thì trong tập này mình sẽ đi tham quan trường và hỏi thăm các bạn sinh viên trong trường 5 câu hỏi về kiến thức chung, và nếu như bạn nào trả lời đúng hết cả 5 câu hỏi thì mình sẽ gửi tặng bạn một phần quà, đó chính là một chiếc kính mắt thực tế ảo. Và bây giờ hãy cùng mình tham quan trường đại học FPT nhá. 3, 2, 1, let's go. Chào mọi người, mình tên là Lương Hồng Vân. Mình là Châu. Mình là Hoàng Hiệp. Mình tên là Nguyễn Thế Nam. Mình tên là Trịnh Hoàng Hưng. Mình là Nguyễn Tài Nhân. Mình tên là Hà My. Mình là Lê Huy Hoàng. Dạ, em tên là Shuhada binti Hop Azrin ạ. Mình là Khánh Vy. Wow. Mình đang học ngành truyền thông đa phương tiện. Mình học đồ họa, khoa đồ họa. Tên ngành hẹp của mình là marketing. Mình là K12 ngành kỹ thuật phần mềm của trường đại học FPT. Và hiện tại em đang học ngành quản trị kinh doanh đại học FPT ạ. Ôi, bạn đến từ nước nào đấy? Dạ, em là đến từ nước Malaysia. Wow. Abakaba. Saya sehat. So 5 questions for VR classes. Okay, I'm ready. All right. We're going to start off easy with geography. Which continent is the largest and which continent is the smallest? According to what I remember, the largest one should be Asia and the smallest one is Australia. That's right. Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. All right, pretty quick. I think the largest one is Asia. The smallest, I'm so a little bit confused. So I think Australia? Yes, that's right. The largest continent is Asia and the smallest is Europe. And Europe? Australia. So your final answer is? The final answer is the smallest continent is Australia. Okay, and the largest is? The largest is Asia. All right, here you go. That's right. It's the largest is Asia. Oh, and the smallest is Oceania. It's about 8 million square kilometer. Oh my God, I have no idea about the extra size. But yes, that's right. Asia is the largest and Australia is the smallest. Round number 2, social media. How many options are available on Facebook for showing your response to a post and what are they? Sad. Like, sad, haha, like. Like, yeah, like, and maybe hurt. Hurt? Yeah, like care and angry. Angry, yeah. It should be 7, right? 7. Total 7. Yeah. 7, are you sure? Yeah, 7 is the final answer. 99.99% sure. Yeah. And that is the correct answer. We have 7 emoji reactions. Sick or servant, like, love, care, haha, wow, angry. I think 7. 7 emojis? Yes. Alright. Wow. Alright, yes. So your final answer is 7 emoji reactions. Yes, I'm very sorry about that. That's right! I think the new one is... thương thương. Yeah, that's right! Which is new, recently added to Facebook, that's right, that's one option. One would you go for, 6 or 7? 6, I think 6. Yeah, maybe 6. I think he's right because I only use like. I'm so sorry, but we have 7 emoji reactions. Love, cared, like, and the last one is
Oh, crying. Alright, crying, sad, that's right, that's right. Okay, round number three, technology. When referring to a USB port, what does the letter USB stand for? The word USB stands for Universal Serial Bus. Am I right? Yeah, you are 100% right. Under standard or used system. Oh, no. I have no idea. We use USB a lot, but sometimes we don't know what does it stand for. My answer is Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Wow, that's insane, that's right, oh my god. USB's acronym stands for Universal Serial Bus. Oh, okay, that's right, that makes sense because you're majoring in technology, yeah. Huh? Sub-engineering. Wow, sub-engineering. Okay, three down, two more. Round number four, art. If you want to make a green paint, which colors do you mix together? I will combine yellow with blue to mix green. Mm-hmm. That's the correct answer. I think green is mixed up blue and yellow. Are you sure? Yeah, I'm sure. That's right, blue and yellow. All right. Red. I think it's not. Blue and yellow. Blue yes. and yellow. Blue and so yellow. Create a green one. Yes. That's right. Which colors do you mix together? Green. Think about it. Yellow and blue mixed together to green, right? That's right. Oh my god! That's insane! One more question. Okay. All right. Fingers crossed. Yeah. Round number five, biology. To get a pair of VR glasses, which part of the human body contains the most water? I don't know. I think it will be maybe the brain too. The brain? Yeah, the brain contains so much water. I think it could be 86% of the water in the brain. I have no idea. I will stick to the lungs. I won't change. Mm-hmm. Right. Yeah, lungs, final answer. So you will listen to her? Yeah. Oh yeah, quite a gentleman. The lungs is the correct answer. Wow. Maybe it's gonna be the brain? The brain. Alright, so your final answer is? The brain. That's not right. I'm so sorry. That's so close. Yeah, I have no idea about this. Just guess it. Make a guess work. My brain. Right. Contains the most water. Yeah, my brain. Your answer is brain? Yeah. That is super close. Actually. Okay. Let me see. All right. Give you another chance. My eyes. No. The correct answer is the lungs. Oh. Oh yeah. Oh, the brain is so close. Yeah. Yeah, the lungs, the kidney, and the brain. Yeah, my final answer is lung. The lung. Actually, this is a correct answer. Yes, five questions down and you got a pair of VR glasses. Let me see. Mm-hmm. I'm confused about brain or lung. Mm-hmm. Okay. So let me guess this. Lung. The lungs? Yes. Your final answer is the lungs. Well, that's a correct answer. Oh my god, congratulations! I think most of water is the lungs. That is the lungs. That's right. That's insane. God, you win a pair of VR glasses. This is yours. Would you like to open it? Open it up and see what do you have? Yay! Congratulations! Wow, sasakwa. Cảm ơn trong tiếng Malay là gì nhở? Dạ, terima kasih. Terima kasih. Okay, hôm nay
Khánh Vy có bạn My, người trả lời đúng 5 câu hỏi và chiến thắng sẽ là tour guide dẫn Khánh Vy đi tham quan trường FPT. Và theo như mình được biết là trường FPT trước có cả Sơn Tùng MTP đến nữa đúng không? Đúng rồi, cái sự kiện đó là sự kiện Super Big Open Day với sự góp mặt của hơn 12.000 học sinh sinh viên luôn Vy ạ. Wow, xịn sò nhỉ. Bây giờ My sẽ đưa đi tham quan nhá. Nhắc đến FPT thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cóc. Và Vy có biết không, sinh viên FPT thì thường xoa đầu cóc để có thể lấy vận may trong thi cử đấy. Xin chào các bạn đến với võ đường Vui Nam của trường đại học FPT, nơi mà các bạn sinh viên sẽ được rèn trí luyện thân, chuyên cần kỷ luật để trở thành người có ích cho xã hội. Đi qua hồ sen này là đến nơi check-in thần thánh, tòa nhà Alpha. Và bên kia chính là câu lạc bộ nhảy vô cùng đình đám của trường F, Soleil Crew. Đây rồi, đây là nơi mà My muốn dẫn Khánh Vy đến nhất. Là nơi mà có tập hợp nhiều sáu múi nhất của FPT đấy. Đó là... đây là câu lạc bộ Suốt Cơ Cao. Và Vy có biết không, đây là khuôn viên của khu vực Suốt Cơ Cao lớn nhất Đông Nam Á. Lớn nhất Đông Nam Á? Đúng vậy. Wow. Ôi dồi ôi. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm nhé. Wow, các bạn giỏi thế nhở. Chào Vy, mình là Uyên. Rất vui ngày hôm nay được gặp Vy tại trường đại học FPT. Vâng ạ, thế không biết là câu lạc bộ của mình thì làm gì ạ? Đây là câu lạc bộ kinh doanh của trường. Thì hiện tại bọn mình đang thảo luận về một kế hoạch kinh doanh cho dự án có tên là Cominow. Một điều đặc biệt hơn nữa đó là chị Uyên của chúng ta đang tham gia một cuộc thi là Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam. Wow, khi nào chị thi ạ? Khoảng tháng 7 thì chị thi. Vậy thì em sẽ chúc chị sẽ làm dạng danh, kiểu làm nửa mày nửa mặt câu lạc bộ của mình cũng như là trường đại học FPT. My là sinh viên năm 3 rồi, My thử kể cho mình xem 3 điểm My ấn tượng nhất về trường của mình nào. Thì cơ hội việc làm của FPT rất là rộng mở, lên tới 98% gì đó. Tại vì khi mà ở năm 3 vừa rồi là My vừa được đi thực tập ở bên Nhật. My là học kỹ thuật phần mềm và được các anh chị cho cơ hội là được thực tập ở bên Nhật. Và đó là một cái cơ hội mà My cảm thấy rất là hữu ích cho mình về cái tương lai sau này của mình. Và đó là cái việc OJT ngay trong khi mà chúng ta đang học tập mà My cảm thấy rất rất là có giá trị ở FPT. Đó là về My, một trong số những cái lý do mà My lựa chọn trường F đó là về sự kiện, về cái chất của FU. Và cái thứ ba, có thể mọi người thấy FU rất nhiều cây xanh đúng không? Và cái không khí nó khác hẳn với thủ đô Hà Nội, giữa lòng Hà Nội. Vì khi mà lên đây học ấy, mọi người rất là thoải mái và có một cái chất lượng cuộc sống rất là tốt. Và lúc đầu mình nghĩ là kiểu các sinh viên trường FPT sẽ kiểu hơi kêu một chút xíu khó gần. Nhưng mà không ngờ mọi người kiểu rất là thân thiện, gần gũi và ai cũng nói chuyện rất là đáng yêu luôn. Một like. Chất của FU đó. Yeah. Cảm ơn những bạn sinh viên đáng yêu, tài năng cũng như những anh chị staff rất nhiệt tình của trường đại học FPT đã hỗ trợ Khánh Vy thực hiện tập này của VivoCap. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận giây phút này của VivoCap. Và đây là...